ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 12 với sự chủ trì của bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Phan Giang Thắng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa. Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung do ban thường vụ trình tại hội nghị. Theo dự thảo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1, nhiệm vụ và giải pháp quý 2 năm 2023, Tình hình kinh tế xã hội trong quý I năm 2023 tiếp tục phát triển ổn định, đạt kết quả tốt trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ GRDP ước đạt 5,64%. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn hạn chế như một số chỉ tiêu lĩnh vực nông nghiệp thực hiện còn thấp, hoạt động xuất khẩu hàng hóa sụt giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2022, kết quả giải ngân đầu tư công cao hơn so với cùng kỳ các năm nhưng nhìn chung vẫn còn thấp so với kế hoạch. Tình hình cung ứng các săn lấp chưa đảm bảo nhu cầu xây dựng các công trình, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư các công trình dự án dân dân. Bí thư tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu đánh giá về kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp thực hiện để đạt mục tiêu tăng trưởng cao hơn. Đối với 13 nhiệm vụ giải pháp cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện trong quý 2 năm 2023, Bí thư tỉnh ủy đặt vấn đề với các đại biểu cần nghiên cứu về tính phù hợp dự báo tình hình, từ đó đề xuất điều chỉnh bổ sung trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội còn vướng mắc gì về cơ chế nội tại trong tỉnh dân dân. <laughs> Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề về thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ nhân dân tự quản gắn với phát quy quyền con người, quyền công dân của ba quyện thành phố biên giới gồm quyện Tân Hồng, quyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau nghiên cứu, thảo luận về thực trạng tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản, phương thức người dân tham gia, tỷ lệ người tham dự sinh hoạt định kỳ trong các Tổ nhân dân tự quản, nguyên nhân dẫn đến thành viên vắng dự sinh hoạt định kỳ, mức độ hài lòng về hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện nếp sống văn minh của Tổ nhân dân tự quản, dân dân. Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồng Ngự tổ chức trao bản tượng trưng 5 căn nhà đại đoàn kết cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã biên giới Tân Hội và Bình Thạnh. Qua hơn 2 tháng thi công, 5 căn nhà đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Theo đó, mỗi căn nhà có tổng diện tích từ 35m2 đến 80m2, được xây cất theo kiểu nhà cấp 4, cột bê tông cốt thép, khung gỗ, mái lập tôn ước tổng trị giá 5 căn nhà là 425 triệu đồng, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết trà dinh hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng. Các gia đình đối ứng thêm từ 15 triệu đến 70 triệu đồng. Hôm nay, Quỹ ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh với mục tiêu tiếp tục bảo tồn 16 làng nghề, làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một thất truyền công nhận ít nhất hai làng nghề, một nghề truyền thống. Mỗi quyện, thành phố có ít nhất một làng nghề, làng nghề truyền thống có sản phẩm ô cấp. Phát triển thêm hai làng nghề, làng nghề truyền thống gắn với du lịch. Phấn đấu có ít nhất 3 sản phẩm làng nghề nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin Điện tử Đồng Tháp. Số lượng điều kiện dự tuyển Công nghệ thông tin hạng 3 hai người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin. Phóng viên hạng 3 hai người, tốt nghiệp đại học báo chí trở lên, đối với các chuyên ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí từ 8 tuần trở lên. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thông tin chi tiết xem trên cổng thông tin điện tử Đồng Tháp tại địa chỉ đồng tháp gov vn hoặc liên hệ ông Lê Tấn Đức điện thoại 02773 855 598.